Xin chào mọi người đến với Permanent Formula, tôi tên là Huey. Hôm nay tôi xin trở lại với một video clip care. Thật sự thì không biết nói gì trong video clip này, không biết chia sẻ gì trong video clip này bây giờ. Chung cái tình hình bây giờ thì rất là chán, cho nên là ngoài những cái vấn đề về gọi là khá là nhiều người chú ý, bây giờ chỉ có thể là tình hình dịch Covid-19 thì mặc dù là đã có vaccine và có thể là những cái trung tâm cơ sở kinh doanh đã được hoạt động trở lại, nhưng mà là có nhiều nơi thì bị đại dịch càn quét, gọi là trở thành một nó trở thành một cái thảm kịch gọi là vỡ trận, giống như Ấn Độ và bên châu Âu. Ấn Độ và Việt Nam đã được hỗ trợ một số vaccine của Pfizer hay là Moderna, gọi là khá là mừng. Thì cái vấn đề sâu xa gọi là cái vấn đề gọi là thuộc về cái lĩnh vực gọi là sao ta, không biết nó như thế nào nữa. Nó về chính phủ hay là nó về deep web hả, hay là nó về thông tin nội bộ, hay là nó về gọi là chả biết nó về cái gì. Nói chung là nó về mấy cái mà người ta không có để ý tới, mà người ta chỉ thấy trước mắt thôi, chứ còn đằng sau của cái dịch Covid-19 với lại cái vaccine đó là cái gì thì người ta ít có khi là người ta nó hỏi, không có để. Thì trước mắt là cái virus gọi là cái dịch Covid-19 này nó xuất phát từ virus Corona ở Trung Quốc trong một cái phòng thí nghiệm. Có thông tin là đồn thoại là bị cái virus này là một sản phẩm trong phòng thí nghiệm bị thất thoát ra ngoài và trở thành Covid, rồi từ Corona trở thành Covid, từ Covid trở thành SARS-CoV-2. Cái đó là cái mức độ đột biến của cái con virus Corona.
mà cái gọi là cái những cái thông tin đa chiều đó, người ta nói về cái con virus này được tạo ra bởi những cái là những cái người có tiền, những người gọi là có quan hệ với chính phủ. Tại sao lại nói như vậy ta? Tôi cũng chả biết tại sao. Không biết cái đó nó từ cái thông tin nó, cái nguồn nó từ đâu. Có thể nói nó là deep web, có thể nói nó là một cái giống như là tình báo của kiểu như là CIA đó mọi người, là điệp gián điệp, người ta phát hiện được và người ta muốn thông báo với cộng đồng. Có nghĩa là giống như cái việc mà ví dụ như cái này là giống như là mình đưa ra một cái gọi là chúng ta đưa ra một cái giả lập, cái tình huống, cái ví dụ giống như là một cái người chủ của tập đoàn Microsoft là ông Bill Gates. Giống như là ông tạo ra một cái phần mềm Windows, nhưng mà ông phải giống như là ngoài việc ông kinh doanh về cái Windows đó thì ông còn tạo ra nhiều cái gọi là cái phụ kiện, giống như là chuột, rồi máy tính, rồi đó, rồi máy tính bảng, rồi cái gì đó của Microsoft đó, nhiều cái của Microsoft đó, mấy cái phần mềm ứng dụng của Microsoft thì ông mày tạo ra nhiều sản phẩm cho người khách hàng người ta mua, người ta có thể gọi là theo nhu cầu người ta cần mua thì người ta mua, nhưng mà cái mà ông muốn gọi là cái nguồn lợi nhuận lâu dài đó là khi mà họ bán ra một cái đĩa Windows thì họ phải tạo ra một cái con virus tung lên mạng xã hội, tung lên cái internet, tung lên cái gọi là cái mạng internet đó. Rồi người ta ông còn tạo ra thêm một cái đĩa dịch virus nữa để bán. Có nghĩa là một cái hacker tạo ra một cái con virus trên mạng internet, và ông Bill Gates này ông sẽ tạo ra một cái đĩa phần mềm, tạo ra một cái phần mềm ứng dụng diệt virus, có nghĩa là vừa bán được phần mềm Microsoft mà vừa bán được những cái ứng dụng khác như là
Word, Excel, rồi Microsoft, rồi mấy cái phần mềm game. Ngoài cái đó ra ổng còn bán phần mềm diệt virus nữa. Nhưng mà cái con virus đó chính là do ổng bỏ vô. Chính là do ông Bill Gates ông tạo ra, ông tung lên cái mạng internet, rồi ông bán cái con cái phần mềm mà về virus trên mạng. Thì đó là cái ví dụ giả lập, nhưng mà đồng thời nó cũng liên quan tới con người. Giống như bây giờ một cái chính phủ họ có tiền, rồi họ sẽ muốn làm một cái gì đó để kiếm thêm nguồn thu nhập, như là một cái công việc bật thang ngoài giờ, đó là họ sẽ tạo ra một con virus từ cái giả lập về cái phần mềm diệt virus của Microsoft, của Bill Gates. Bây giờ mọi người thử tưởng tượng ra thôi, thì một cái chính phủ nào đó họ có tiền, họ có cái sức mạnh, họ sẽ tạo ra một cái con virus rồi thả vô cộng đồng và làm cho nó lây nhiễm. Đồng thời họ sẽ tạo ra một cái vaccine, cũng như là một cái phần mềm diệt virus của Microsoft. Thì họ sẽ bán cái phần mềm đó, họ sẽ bán cái vaccine đó để họ kiếm nguồn thu nhập riêng. Đâu phải là chính phủ của họ làm như vậy, họ tạo ra vaccine để chúng ta chích vaccine một lần là có thể miễn nhiễm hoài. Với lại cái con virus COVID-19 này nó đang gọi là đột biến, khi mà nó vào một cái cơ thể của một cái vật chủ nào đó mà mạnh, khỏe mạnh, nhưng mà nó giết cái vật chủ đó rồi thì nó sẽ đột biến lên thành một cái con virus đột biến mạnh hơn nữa. Người ta gọi là nó là những cái con đột biến. Thì mới đây ở bên Ấn Độ và Mỹ và hầu như là thế giới luôn thì đã xuất hiện những cái con virus COVID-19 đột biến đó rồi. Không còn là corona, từ corona là cái con yếu nhất, rồi nó đột biến thành COVID, rồi SARS-CoV, rồi COVID-19. Nó đột biến nhiều lần, sắp tới không biết gọi nó là cái gì. Thì ngoài cái việc bán vaccine nên là chính phủ sẽ thu được cái lợi nhuận là hàng năm luôn, không phải là bán một lần mà là bán hàng năm. Nó sẽ giống như là một cái mùa lây nhiễm bệnh cảm đó. Đến cái mùa đó là mọi người đi chích ngừa, đến cái mùa đó là phải bỏ ra 30 đồng, 30 mấy đồng để chích ngừa. Nó giống y như là bệnh cảm thôi, cái thằng COVID-19 này. Có nghĩa là chính phủ sẽ thu được thêm một nguồn lợi nhuận khác
hàng năm từ vaccine. Hồi đó khi mà tôi đi vô trong bệnh viện á, thì họ kêu là tôi chích ngừa mấy cái mà hồi xưa lâu lắm rồi, giống như là ho gà uốn ván rồi không đàn gắn. Tôi nói là tôi chích rồi, hồi xưa là tôi chích rồi, chích ngừa hết rồi, vừa mới đẻ ra là chích rồi, chích gì đâu, sốt xuất huyết, uốn ván, phong đàn gắn, ho gà, bạch hầu. Thì mấy cái đó là mình ai cũng chích hết rồi, mới sinh ra ai cũng chích rồi, ngay cả cái trùng đậu, cái trùng đậu nghe đây nè, thủy đậu ông mua gì đó, gạch cái hình mà tôi gọi là cái sẹo ở đây nè, lồng, có người gọi là lồng cháy gì đó, còn cái này nào đó, cái này không biết gọi là gì. Còn cái mà khi mà nói là mình chích ngừa trùng đậu rồi vaccine, mấy cái vaccine mà ho gà uốn ván rồi nó chích rồi, thì bác sĩ mới kêu 10 năm chích một lần. Mấy cái đó là 10 năm chích một lần, đích kỳ luôn, 10 năm chích một lần, ho gà uốn ván, không đành gánh, bạch hầu. Và mấy cái như là cảm cúm theo mùa thì hàng năm, mỗi năm chích một lần, cứ đến mùa là chích. Tương tự như Covid-19, nó sẽ theo mùa và hàng năm chích một lần theo mùa, và chính phủ sẽ có thêm một cái nguồn thu nhập từ vaccine Covid-19. Cheers. Guinness Extra Stout. Ai mà thích uống bia gọi là có cái vị nó khác, đậm đà, với lại nó đặc trưng riêng á, thì nên dùng Guinness Extra Stout. Nó cái nồng độ cồn nó không cao, nó tới 5.6, độ cồn là 5.6 tính theo volume. Và có cái loại Guinness nó có cái nồng độ tới 7.5 lận. Cái chai này nó màu vàng, cái tem màu nâu. Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian quý báu đã dừng tại đây để đến với chương trình của Permanent Formula. Tôi là Huey. Hẹn mọi người vào video clip tiếp theo. Peace out.